Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Xin chào mọi người đang xem video này. Tôi chính là Sammy, công chúa hắc ám, và tôi sở hữu sức mạnh bóng đen, và chỉ có ta là người mạnh nhất trong thế giới này. Thương lại. Hả? Cái gì? Xin tự giới thiệu, tôi chính là một thiên thần ánh sáng, một thiên thần tối thượng. Tôi sẽ là người ban cho tất cả mọi người sức mạnh để khiến mọi người vượt qua rất nhiều khó khăn. Nên tôi mới là người mạnh nhất chứ không phải là cậu. Cái gì? Cậu mới chính là người xấu hơn tôi, tôi đẹp hơn cậu 100 lần. Nghĩ sao dám chê tôi hả? Cái người kia. Ui. Đánh tôi à? Nếu vậy thì màu đen là tôi lấy hết. Đây cái sừng màu đen đó. Cái gì màu đen nữa? Ác quỷ hả? Để xem coi có cái gì mà màu đen là tôi quất lên trên đầu hết. Được, cái này sừng nó hơi cao nhỉ. Đây đó, cái tai đó, cái tai ngầu chưa? Trời ơi. Dưới này là mình thắng chắc rồi. Cần có nên bỏ mặt nạ ác quỷ không ta? Nhưng mà thôi, tôi không cần, tại vì tôi là người xinh đẹp mà. Rồi, bây giờ đến lựa đồ nha. Nhìn tôi mấy bạn ơi, nhìn là trời quá trời phụ kiện luôn. Bây giờ chọn cái áo này cho thật là ngầu đét luôn mấy bạn. Đó, bây giờ áo nào màu đen, áo này nè. Ui, áo này nhìn bình thường quá. Áo nào nhìn cho nó ngầu ơi là ngầu luôn. Đây nè. Ui, đó, cái áo này nhìn ngầu rồi đó. Trời ơi. Quá chắc lột đi đâu quốc màu đen. Đó, đi đâu quốc đó. Đi quốc là cao 8 mét nha, không đi thấp nha, đi cao cao cho ngầu. Rồi, có gì không ta? Có gì không ngầu nữa không? Tôi tìm hết tất cả các loại áo cụ mà ngầu như cái gì vậy, tôi mặc vô.
Rồi bây giờ chọn skin màu. Bây giờ da trắng vậy nó hơi ghê. Bây giờ chọn da màu tí đó. Da mình cho da hồng hào tí chứ biết là bóng tối nhưng mà cũng phải có cái da ánh sáng tí đúng không? Đó gì nè. À rồi trời ơi. Bây giờ mình sẽ mặc một cái đầm để chặt chém bên ánh sáng, nó bên bóng tối có mặc đầm chứ đùa gì. Bây giờ có cái đầm nào nhìn cho nó màu mè xô chàng không ta? Đầm này hả? Đây ôi đầm. À tôi xong rồi nha. Ủa nhanh dữ vậy? Thôi thôi. Nhìn có vẻ hơi ngầu các bạn ơi. Tôi nghĩ tôi ác quỷ sắp thắng rồi các bạn ơi. Bên team mà bóng tối sắp thắng rồi. Đó trời ơi. Nhìn là thấy ngầu rồi. Để okay. Xem coi ai thắng nha. Để xem coi ánh sáng. Ủa nhìn sáng dữ ta. Hello. Không được. Nhưng mà cô gái của ánh sáng đây. Muốn sao thôi. Thiệt tình nó đẹp vậy mà cho 4 sao. Tiếp theo nữ hoàng bóng tối đây. Thấy gì chưa? Đẹp vậy sao? Và các bạn đừng quên chấm điểm cho bộ đồ của Sam và bộ đồ của Sim. Ai sẽ là người nhiều điểm hơn? Đừng quên comment video sau biết nha. Đừng quên chấm điểm nha. Rồi để xem coi lát tiếp theo là gì nha. Mở cửa. Ủa còn cậu chọn ai? Tôi chọn bên này nha. Tôi chọn bên này. Tôi
mà thôi. Nói chung là ánh sáng cũng đẹp, cũng ngầu. Đẹp mà chứ sao. Rồi ok, mình sẽ chọn simi ánh sáng nha bạn. Rồi ok, rồi. Ủa, cái gì đây? Ca môi hả? Cái gì đây? Ủa, bên này là gì? Bên này là ca môi bình thường. Bên này là ca môi ánh sáng à? Trời ơi trời, bà này là phải bóng tối. Bà không thể ánh sáng được. Ai cho bà này ánh sáng vậy? Ai vậy? Ai vậy? Trời ơi, bà này là bóng tối giống tôi nha. Nhưng mà thôi thôi, cho bà muốn ánh sáng thì tôi cho ánh sáng đó. Chứ bà mua ánh sáng thì nhìn cũng dễ thương, nhìn cũng hiền đó. Ok, cũng okay. Được. Rồi, theo là ai đây? Ruby. Ủa, bạn ơi, nhìn là biết ai rồi. Ruby quá là ngầu vào tim bóng tối bạn ơi. Thôi chưa, đây bên đây là Ruby bình thường nè. Ruby bình thường nhìn rất là dễ thương nha. Ruby bình thường nhìn rất là dễ thương nha. Không hiểu sao. Này, bên này là Ruby bóng tối nè. Đây là Ruby bóng tối nè. Trời ơi, ngầu quá trời nữa luôn. Có bạn nào thích thì hồi chép phiên bản ánh sáng, hồi chép phiên bản bóng tối, đừng quên cho mình visa biết nha. Còn bây giờ tôi sẽ chọn bóng tối, bóng tối rất là ngầu rồi. Bóng tối. Bóng tối. Ok rồi. Ui đây. Cánh cửa. Có khi nào cánh cửa lại dẫn đến với màn cuối ông ta để phân thắng bại coi ai mà mạnh nhất không? Sẵn sàng chưa? Ánh sáng có sẵn sàng chưa? Hả? Em đã sẵn sàng. Rồi, bây giờ không cần nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta cùng đến với màn cuối câu đánh boss để phân thắng bại ai là người mạnh nhất nè. 3, 2, 1 đi thôi. Vô. Ủa, chơi thế nào đây? Thử thách cuối cùng đại chiến giữa bóng tối và ánh sáng. Cậu có chắc là cậu muốn đánh nhau với tôi không vậy? Tôi hơi bị mạnh đó nha. Thôi tôi làm sao mà sợ gọi là mấy người bóng tối như cậu được. Trời ơi, chơi chơi sợ gì? Mới cho là đang chật rồi đúng không? Muốn gì? Ui, wow.